Rồi, hôm nay thì mình sẽ tập hợp cho các bạn xem cái con iPhone 13 Pro Max nha. Thì đây chắc chắn không phải là kết quả sau một năm làm YouTube của mình rồi. Sau một năm làm YouTube thì kênh của mình vẫn chưa bật được kiếm tiền các bạn. Bây giờ đã bật được kiếm tiền trên YouTube thì các bạn phải có 1.000 lượt subscribe và có trên 1.000 lượt subscribe. Và có hơn 4.000 giờ xem và không có vi phạm điều khoản nào của YouTube thì bạn mới bật được kiếm tiền. Thì hiện tại kênh của mình vẫn chưa có đủ 4.000 giờ xem cho nên là vẫn chưa bật được kiếm tiền các bạn. Thì cái con iPhone 13 Pro Max này là kết quả sau một quá trình mà đang nghĩ các bạn hoàn nhân sự cho mượn này. Em có mượn được và đặt hộp cho các bạn xem nha. Đây cái chữ 13 rồi mà bắt nó ghi ở sau cái hộp này nè. Phía sau cái hộp nha. Đây hàng mới về ngày hôm qua nè. Cái hàng này là hàng sách tay. Nhưng mà sau lúc nãy mình lên là mình thấy là nó sách này nó giá sách luôn rồi. Các người ghi là hàng sách giá sách chứ không phải hàng sách tay luôn rồi. Rồi bây giờ thì mở xem cái bên trong cái iPhone 13 Pro Max này nha. Đây. Đây là cận cảnh iPhone 13 Pro Max các bạn. Chung là cái viền kim loại khá là cứng cáp, nhìn nó trông rất là sang các bạn. Nói chung là chưa xài chưa đánh giá được nó như thế nào. Tuy nhiên là mình nhìn sơ qua là mình thấy nó tốt hơn cái con Samsung A10 mà mình đang xài giá tầm 3-4 triệu rồi đó. No. Rồi ngoài ra thì bên trong nó còn có cái gì đây? Đây là cái dây sạc. Đây bên trong nó còn có một cái dây sạc và một cuốn sách hướng dẫn nè các bạn. Đấy. Còn đây là cái cuốn sách hướng dẫn. Đây, cái sách hướng dẫn chắc nó ghi tiếng Anh rồi, chắc cũng không đọc được gì rồi. Hết rồi các bạn. Hết rồi nha các bạn. Nó chỉ có như vậy thôi. Không có tai nghe nha. Còn cái cục sạc thì theo cái thông tin của bạn đó là nó mua rồi. Hết rồi các bạn.